không không thích cái hero này lắm. Nezhat thì điểm mạnh nhất chắc là khả năng bút nhà, và có bát tổng thì cũng có cái lượng đam cũng hỗn hợp một chút đấy, nhưng mà đam phép sẽ là nhiều hơn. Và con Nezhat này đúng là phải xanh, có nhiều đồ thì nó mới có tác dụng được. Còn Nezhat mà ít đồ và có bát phế lắm. Giờ thì VP sẽ có cho mình là pick số 4. ET mid thì thường chỉ để đánh với cả Mipu thôi anh em ạ. Không có Mipu thì chẳng ai đánh ET đi mid làm gì cả. Các bạn là ở mid, tại cái con ET này, cái skill hải nó phải đi qua nhiều creep, đặc biệt là hero thì mới cộng được nhiều đam. Giờ bây giờ đi lane thì ít nhất là có hai thằng hero địch để anh em đi qua rồi. Và thêm cả quay creep trong rừng rồi quay creep ở ngoài, nghe chừng là có nhiều. Chứ đi mid thì chỉ có một hero địch thôi. À, một hero thì cái lượng đam và lượng giáp nhận về là không đáng kể. Nó phải là kiểu gấp 3, gấp 4 lần cơ thì kiểu nó mới tạo cái sự khác biệt. Một con hero với cả vài con creep thì không đáng bao nhiêu. Hai con hero đi, hoặc ba con hero đi, bởi vì cái đam đi qua hero là nó nhiều hơn creep rất là nhiều. Thành ra là đi qua nhiều hero thì có lợi hơn là đi qua creep, mà ở mid chỉ có một hero thôi thì ăn thua gì. VP suy nghĩ khá lâu. Mất cho mình 1 phút rồi. Chơi Dota đỉnh cao là bao nhiêu tuổi thì không có anh em ạ. AM. Có những người là, như kiểu là Sumail lên ngôi vô địch ở năm 15 16 tuổi. Có 15 những tuổi. người như kiểu là Fia đến 29 30 mới lên ngôi vô địch. Nó không ảnh hưởng. Em nghĩ là tùy duyên đấy, Đúng tùy rồi. duyên. Không ảnh hưởng đâu. Một người thi đấu hay chưa chắc là họ đã vô địch được. Tất nhiên nó cũng đến phần nhiều, nhưng mà đôi khi là nhờ một chút gọi là may mắn đi. Đánh hay chưa chắc vô địch, nhưng mà vô địch chắc chắn phải đánh hay. Vô địch toàn là những người đánh hay, kiểu OG kìa. Cả 2 năm thì trận chung kết họ đều đánh hay cả. Giờ Nigma sẽ có cho mình lượt pick số 4 AM. Thì em khá chắc là cái lên AWP của Nigma nó phải là một cái lên mạnh để ít nhiều làm cho AM này bị chậm lại. AM hero đi lane, mình đánh giá AM làm con hero đi lane khỏe với cái burn mana cực kỳ là khó chịu. Hero gì trong tay của ba con trâu đây? Một con nó phải không cần mana cơ, kiểu là Slada chẳng hạn. Tôi không cần mana, Bây giờ tôi Phoenix đập đã bát mà hero đi lên yếu rồi. Slada đi, em nghĩ là Slada khá ổn. Slada thì chỉ cần đập bát thôi, và khi mà voi úp bằng lồng Slada bồi thêm một cái trách thôi AM là chắc chắn voi chết. đấm là đủ đam rồi, trừ giáp đi đối phương là voi đấm là đủ đam rồi. Ăn À, từ được lót cũng cả. được. Ok, Underlord thì sẽ là lên sâu ring, không quá sợ những cái tình huống mà con AM tràn lên burn mana. Anh ta vẫn có thể bấm sâu ring và spam skill. Đứng trong cái mưa lửa đấy thì AM cũng không thể dám di chuyển lại gần mà harass được, sẽ là rất đau. Nào, xem là Nick3 sẽ ba nốt thì còn gì đây. Mắc nốt này vẫn là đi mid dành ở GPK thôi. Anh có nghĩ là Lensack đi với Magnus thì có là tệ thì Magnus không? Em nghĩ là ổn mà, làm gì mà tệ lắm đúng không? Lensack đi ở Magnus à? Magnus cũng ổn thôi, cũng không quá tệ đâu. Lensack cũng không làm gì được, đam tay con này không quá to. Sẽ là cả hai cùng cố gắng farm. Magnus sẽ nhỉnh hơn trong việc deny đấy, đam Đúng. tay quá to mà, lại còn là hero tay ngắn nữa. Con này level 1 búp cái Empower lên là đam 80. Mà Lensack thì đam năm mấy. Ban đi Blast, ok. Blast off lane. Ngày thi đấu hôm nay thì tương đối nhanh nhỉ. Ra trận đầu 2-0. Đi xem là VP sẽ ban nốt đi còn gì. Dạo ở đây thì chúng ta cũng có thấy một chút những cái bài bùng mới đến từ các team. Secret thì chơi DK sắp. Alien thì đang có bài Underlock Dimit anh ạ. Khá cuốn. Lim cứ cầm Underlock Dimit thôi. Dimit thì Underlock sẽ rất là giàu. Sẽ có một cái giày GG, những cái đồ Aura sớm giúp cho team cứng cáp. Và anh ta có level sớm thì thực sự là kit hợp cái Pit of Malice nó khó chịu quá. Khó chịu. Bây giờ có thêm cái lốc thôi là cái Pit of Malice là giữ chân đến khoảng độ 5 giây rồi. Hai lần chói, một lần đốc lên 2,5 giây nữa. Đối phương ấy giữ chân rất là lâu. Ban đi Necro.
Lưu thì thật ra thì anh em quan quan tâm đến Lưu à? Tôi chẳng quan tâm lắm đấy anh chàng Lưu rồi đâu. Mình nghĩ là Lưu qua cái thời của Lưu rồi. Lưu có một giờ, bạn là Búc Sen Xanh thì mới hỏi là bọn mình có cover giải ESL ở bên CSGO không? Thì ngày 29 thì bọn mình sẽ quay trở lại. Hình như cái giải đấu đấy là ESL Pro League đúng không? Lựa chọn gì đây? Hết thời gian rồi. Sắp năm à? Nigma phải chọn ngay và đó là Widraker. Widibit. Phượng sắp năm. À không, Phượng phải giết cầm chứ. Lezak sắp năm chăng? Lezak năm rồi. Trời ơi, Lezak sắp năm á? Lezak năm rồi. Bảo là RMN cầm Phượng Hoàng sắp năm thì được đấy nhở? Con Phượng Hoàng không phải hero khó đánh lắm. Bây giờ VB đang lú này, cũng chả biết là con Win này có đi beat thật không. Chắc Win Ha cầm Win. Win Ha không hề tập con Win này nhá. Kể cả đánh rank, Win Ha không hề cầm Win. Thế là anh tin là con Win này sẽ là sắp 4, Phượng Hoàng sắp 5, Lerac đi mid. Win Ha không đánh Win đâu. Dạo gần đây không thấy Win Ha cầm Win. Ra Akana cũng không thèm cầm. Em nghĩ là nên chơi Lerac core đi. Chứ còn con này đánh sắp yếu con lắm. Win này sẽ là sắp thôi. Sắp 4 hoặc sắp 5. Thế thì Win sắp 5 đi. Win sắp 5, Phượng sắp 4. Win 5 thì... tất nhiên là Win 5 thì ghé hơi đuổi. Win 5 chắc là cả game thì mong là lên được cho mình cái Metheal để mà sắc cổ đôi rồi đứng thả Metheal thôi chứ không mong gì hơn. Quên những cái món đồ như kiểu là MKB với cả BKB đi. Không MKB, không BKB gì cả. VP còn 14 giây để quyết định. Hơi lú nhở. Lú quá, cũng không biết là đối phương chơi gì. Mít gì đây? Kunka đi mít. Okay. Bằng đơn đi ỏng. Kunka. Wow, counter rất nhiều. Counter lại Win. Counter Underlord. Và counter cả Phượng Hoàng. Đây rồi. Ha cầm Win. Quy Ha cầm Win. Ái chà chà. Đánh rank không bích nhá. Mà tự nhiên đánh giải bích tàn. Chết rồi. Hay không? Quy là hero tủ nhưng mà lâu rồi không đánh thì cũng ngọng chứ. Quy Ha thật này. Được được. Em nghĩ là Win mà đi với Kunka tiêu lắm. Thì là ích lại là cái Win đan không chạy được. Bây giờ Kunka 6 phát thôi. Là Win chết. Win thì phải tự bảo vệ bản thân với một cái sách cồ thôi. Giọt nước, giọt nước đi, cầm giọt nước là đỡ cái đam của tàu. Được, nói chung là đi hơi khó tí thôi, nhưng không đến nỗi là toang ngại. Đây rồi, set boy. Ui, này mình set boy này trông chất nhở. Tay Crimson. Đúng. Nên cầm cái vũ khí màu xanh lá này, rất đẹp. Nào, chúng ta sẽ cùng điểm qua lap của Nigma. Đó là một con Queen đi mid dành cho Quiha. My Control thì có Underlock, Miracle cầm Voi, giết có Phoenix. Và RMN thì là một con Lezak. Bên phía có VP Prodigy thì đó là GPK. Một con Kunka. Epileptic Kid có AM. Liu cầm ET. Lina dành cho Sếp và DM. Đó là một con Magnus. Mình mạnh dạn dự đoán 2-0. Win và đi mid với cả Kunka thì không biết là tôi đã nhìn thấy cái Akana này bao nhiêu lần rồi anh em ạ, nhưng mà tôi vẫn thấy đẹp. Ui, anh cũng vừa nhìn thấy Win làm cái trò easy, gì không? Easy, easy. Đấy, kéo cái công ra đúng không? Ừ, sao bắn bên lên trời ạ? À? Mới à? Còn đấy nhà, còn đấy. Cái đấy là làm kiểu gì nhở? Xem nào. Em không biết là cái đấy là ton đâu. Xem cây được bao cái, nhiêu cái ton của cái con này là... Cũng cây được xíu xíu rồi này. Nhiều chứ. Nhưng mà cái ton con này là quay một vòng xong rồi bắn ra. Đấy, 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 đấy. Bắn ra trái tim đúng không? Đấy là cái ton. Thế cái đấy là cái gì nhỉ? Chắc là hiệu ứng lúc vào game thôi, có thể như vậy. Victory à? Cái power shot. Các bạn đã bảo là victory à, anh ạ. Tức là chiến thắng thì Win sẽ làm cái trạng thái lớn. Ok. Chịu. Anh là gì có Akana đâu mà biết. Lên thẳng bên theo à? Mua cái này thì chắc chắn là GS sẽ lên cho mình cái búa thả thôi. Đúng. Hoặc là búa thả hoặc là veo. Nhưng mà, ủa, nhưng mà Phoenix thì thôi. Đầu game ra lên và trông không có tí máu. Xong mua cái tango đi chơi. Sao? Bởi vì cơ bản đằng nào em bật cái này là mất máu rồi. Mất đi 20% HP cốt rồi. Thế nên là mua tango tổ đắt. ăn cho mình cái bounty rồi mua sau. GS đang lấy thông tin. Đâu rồi? Đây rồi. AM sắp đi đến nhưng mà GS lại bỏ đi. Chuyện này thì Lưu. Lưu một con Elder Titan 4. Và Magnus sẽ là người đi ập lane. Camit, AM, hơi nhiều cây nhắn nhá các bạn nhá. Bốn tay ngắn này phá trứng Phượng Hoàng là hơi mệt đấy.
Nhưng mà AM thì Berlin thẳng vào người thì có khác gì tay dài đâu anh. Có voi nữa mà. Nói chung là trận này phá trứng là hơi khó một tí, hơi nhiều tay gần. Nào, RMN đang chờ đợi và đây là một cái bẫy. Thôi rồi. Tứ y cũng tặc. Không đủ rồi, họ tính không đủ đam. Viết không hề bật cấu nhiều máu đấy. Ồ, Stan đôi đến từ bên phía của sếp. Epileptic kit tăng ngay cho mình, đó là một điểm vào mana burn. Trượt. Giết vào đấy. Ui lại còn vào trụ nữa. Đang mua tăng không ra rồi. Ok. Đánh hơi lỗi đến từ giết nha. Đẩy phượng nó hơi lởm nha. Gì đây? RML quyết định đi kéo creep à? Không không không, anh ta sẽ ăn con gà. Con gà. Kéo con ra được gà. Bây giờ phải đến giai đoạn này thì mới kéo được. Đúng rồi, đứng gần mấy vào. Phút đầu ấy, 5 phút hay 3 phút mình không nhớ rõ lắm. Đây, như cái việc Lưu đang làm này. Phải ngay sau trụ 1 thì mới có thể kéo. Lưu kéo đi đâu đây? Thôi quay lại đi Miyako ơi. Creep tràn trụ không ai farm này. Mất level của một con tay dài rồi đấy. Tự nhiên Miyako đuổi theo. Thế mất luôn level của con tay dài rồi. Miyako tự nhiên. Sao nhỉ? Ốm à? Nhớ em và đi chăng? Ốm hay sao mà đánh đuối thế? Đấm nhá, đấm. Quay là đấm cho phát lại đúng rồi. Quả đấy mà trượt thế thì thôi. Win thì không hề có lợi thế trước một Kunka. Để xem là Win Hang có thể làm gì. Win thì với một cái lượng máu khá mỏng. Tính cái tầm là level 6 là anh ta phải cẩn thận rồi. Đối phương sẽ có thể combo và giết chết Win Hang luôn. Deny là con tay dài. Và khiến cho Kunka đang thấp level hơn so với cả con Win này một xíu. Một xíu thôi. Trong đó dưới bot. Bắt đầu là có cú stun đến được sếp. Để bảo kê à? Cho anh chàng AM. Bottle cũng được. Cần một thứ thì đó hồi mana. Hoặc là sâu ring. Hoặc là bottle đi. Đi cả AM bị burn mana khó chịu lắm. Xem rất khó Mina chịu này. Nina sắp 5 anh em ạ. Nó cũng không khác gì một con Let Rack sắp 5. Nếu con Nina được cái là sờ tan dễ hơn. Cũng như là có cái fairy sâu thì những cái hit bàn tay nó sẽ khó chịu hơn. Con Let Rack này chắc là nhịn hơn ở khả năng hút nhà thôi. Nó một đợt sơ tan chuẩn phết nhở. Đang bị Lưu đuổi rồi. Ôi, đấm đau đấy. Ôi, nó có giấy. Ui rồi, nhưng sắp hết rồi, sắp hết. Nhưng mà vẫn chạy nhanh anh ạ. Hết rồi. Không chết lại được. Sẽ cấu đi và dưới bot có thêm một tình huống đẩy kìa. Đầu, đẩy rồi. Nhưng mà... Vâng, GS, anh ta là người có mạng. Và giờ GS mới nằm cơ, sếp. Thế một hit nữa vẫn thiếu một chút. Mày có cho ăn xoài và thả mưa lửa không? Không. Ồ, không. Ok. Hơi vớ thôi. Đánh an toàn. AM bị giết. Hơi lạ một chút. Hai hero không hề sợ tan. Lại giết đấy được là AM Blink đi và bị con Phượng Hoàng Incredible Eye theo. Đúng. Đứng tanh cái Firestorm này là không hay. Đau lắm. Rất đau. Không được đâu, không được đâu. Underlord đang có đam, anh ta đang deny được. Epileptic Kit khi chết đầu tư cho mình một cái Off Venom. Để đấy, slow. Em vẫn còn nhớ cái thời kỳ mà cái skill 1 của con Pitlock này là nó là một cái channel link. Tức là anh phải đứng để anh gọi. Ừ, đứng im. Xong rồi bây giờ thì nó sửa thành là không phải channel link nữa. Đợt đứng im thì nó hơi tù. Đúng. Ngày xưa thì Pitlock không mạnh lắm. Giờ thì có vẻ như hero này đã được cân bằng rồi. Phượng mưa cho mình giọt nước để đỡ lại cái lượng đam phép khi mà bị nhà sửa tan. Tất nhiên là khi mà được post sang Dota 2 thì nó là cái con Pitlock phiên bản mới đúng không? Là không phải trên đầu linh nữa rồi. Vâng, và Lensac vừa nằm xuống ở trên top. Miracle thì sao? Khó lòng có thể đánh lại hai con hero nạc như này được. Khu vực mid này thì người đang nhỉnh hơn lại là Vi Ha nhá. Vi Ha farm được 22 con. Farm nhiều hơn, deny cũng nhiều hơn. Ui. Uy tín luôn đấy. Gà cay rồi. Đứa con của thần gió à? Gì đấy là hero tủ. Thông thạo 20 nó phải khác một chút. Sẽ lên thẳng cho mình Javelin sau khi có cái bottle thôi. Nhưng mà bây giờ cái power shot khi mà cầm Akana hơi lộ anh ạ. Lộ. Nào Vi Ha bật cho mình đó là run hết và anh ta đang chạy thẳng xuống khu vực bot lên. Các thành viên của VP phải sủi rồi. Nào, đứa con thần gió đang phi đến. Xót xem nào. Đứa con thần gió đang phi đến. Đâu rồi? Đâu rồi? Vâng. 10 điểm bất công dành cho Vi Ha. Game 1 thì chơi mát, ném lao cực hay. Và game này thì không khác gì cả. Nhưng mà Lensac thì lại chết rồi. Vâng, chết top. Ô, Pinocchio. Một cú bát vô. Vi
đấy mà không bắt thì là coi sẽ chết luôn. May là đổi mạng thành công cái con Elder Titan đấy. Trên top thì các thành viên bên phía Team VP đang làm tốt hơn. Họ đang giết được Nigma, giết cái con Ledak 2 lần rồi và giết được Miracle 1 lần. Sau khi có cho mình cái mạng. Em cứ tưởng là cú đấy không bắt cơ. Cú đấy không bắt thì... là tiêu rồi đấy, là không có mạng thôi. Nhưng mà nó lại có bát. Bát đúng lúc, đúng chỗ. Windymit thì sẽ là first item MKB thôi. Không có nhiều lựa chọn dành cho Wiha đâu. Sakko. À không được, có cả Lưu ở đây. Có Javelin rồi. Mà bây giờ GVK đã có ulti, thả tàu qua người không chết được. Dưới boss này thì cũng đẫm máu quá. AM liên tục bị rỉa, nhìn xem. Con AM nó chỉ mới farm được cho mình 16 creep mà thôi. Những cả tàn rất khó chịu đến từ sếp. Cả hai hình như là sếp không tăng 1 nhỉ anh nhỉ? Sếp chắc là không tăng 1 đâu. Với một Lina sắp thì em nghĩ là có tăng chứ. Tăng 1 stun thôi. Mắc 1 luôn. Bởi vì bây giờ có giọt nước rồi. Thì nếu mà tăng 2.2 em stun thì cũng không qua được cái 120 đam của giọt nước. Bây giờ phải stun mất đi giọt nước và đẩy vượng luôn. Nó sẽ có đam phép. Chỉ tăng mỗi 2 không thì hơi tùm. Đây rồi. Như nào? Sẽ ăn thuyền thôi. Mà không đủ sát thương đến từ bên phía của GPK. Và giờ thì sếp đã đến. Wiha sẽ cố gắng né mình cái stun. Nhưng Wiha đi vào cái stun rồi. Wiha làm gì đang có hiệu ứng của tàu mà. Bắn gãy cả cung cả. Bắn. À anh biết làm gì rồi. Đang cày thêm chút đam để sờ tai hai. Cày đam cái gì thế. Ôi trời ơi. Các bạn Wiha về thì về đi. Đừng quay lại bắn cái con cả. Đi lên là tốt. Xử lý vào vừa rồi là đánh giá là hơi kém nhá. Hơi nhầm cái khả năng tăng về thì về Kuka luôn đúng không? Đúng rồi. Quả đấy về thì về luôn là được rồi. Rõ ràng là đánh giá sai sức mạnh của con Kuka khi đang có hiệu ứng của cái tàu. Sở tăn được này. Epileptic hit có Blink lên hay không đây? Máu hơi thấp. Blink lên thì giết Icarus Tide đi mất thôi. Chẳng để làm gì đâu. Một cú chém chăng? Ui dồi ôi chém đau nha. Và Epileptic hit giết khá chắc là đối phương đứng ở bên trong. Và bây giờ thì không kịp. Không có đằng nào thì mai con chỗ không tăng pit được Malip. Luregen lỗi hiển thị à? Minimat thì tôi thấy cái Luregen ở trên top. Nhưng mà lệ chỉ lên thì không hề có. Có lẽ là bị ăn từ trước đó rồi. Minimat thì vẫn hiện ở đấy có Luregen. Nhưng mà bọn tôi bay ra này không thấy đâu. Giết chưa có dề máu. Chưa thể hồi lại cái lượng máu được. Hiệu ứng của tàu thì nó chính xác là delay dam. Tức là ví dụ các bạn nhận sát thương ở trong cái thời gian đấy thì nó sẽ bị mất đi một phần. Em nhớ không nhầm là cái tàu thì nó bị cân bằng lại là 30, 35, 40 đúng không anh? Bây giờ mắc là 40 đâu. Thì hết cùng đó là Underlock vừa nằm xuống. Anh có thể chỉ lại cho các bạn về cái tàu đó. 40%. 40% à? Ồ, bây giờ fix là 40%. Tức là ví dụ là trong thời gian đấy nhận 100 đam thì sau khi mà hiệu ứng tàu hết thì nó mới nhận nốt cái 40% đam đấy. Còn nếu mà lúc đấy nhận 100 thì anh em chỉ nhận 60 thôi. Đúng. Và sau khi hết hiệu ứng tàu thì sẽ nhận 40 còn lại. Đại loại là như thế. Thế là trong lúc khi mà cái tàu nó gần hết rồi là nó bắt đầu chạy cái đấy rồi. Đúng. Trong lúc anh em đang có hiệu ứng của tàu thì rất khỏe, nhưng mà lúc trả lại đam là phải sủi ra. Lúc đấy máu anh em đang bị tụt. Nhưng mà được không cái đấy. Nó được cái là nó không tụt xuống dưới 1. Về 1 thôi. Tụt về 1 không chết được. Thì rõ ràng kiểu cái ulti của Venom. Ulti thì nó phải xịn so với tí. Ulti để tụt xuống dưới 1 thì khác thì Quỷ Hà nhìn thấy toàn mấy cái ông gọi là tập thể hình ở đây, mắc nớt rồi thì Elder Titan thì không solo kill ai được. Cái gì cơ? Rồi. Sekko. Chưa. Ôi giời ơi. Power shot trượt. Toàn là vận động viên thể hình mắc nớt thì là cái con Elder Titan. Mày còn trù đang bị quay. Vâng, anh ta sẽ cố gắng đặt cho mình một pin ở Malit nhưng mà sếp giật ngay Laguna rồi. Quá khó dành cho mày còn trù. Nhưng mà vừa rồi thì anh ta cũng đưa thông tin cho đồng đội đó là GPK vừa đi xuống bot. Nhưng bây giờ thì GPK có mặt ở trên top. Bắt đầu là của Apipa đến từ bên phía của anh chàng băng đốt. Bắt đầu là thuyền ba. Từ từ đã, mình được cầu né được thuyền rồi. Vậy là Nick Ba chỉ bất thai trong pha vừa rồi mà thôi. Ông chơi cái gì mà ông lừa tôi à? Mắc nớt một điểm ủn và có thể ulti được ba người á? Hack rồi. Không biết là tại mắc nớt đánh hay hay là tại Nick Ba đánh kém nữa. Chịu. Dễ vậy. Trong khi người ta cầm Blink nhiều khi cũng chỉ ulti được một người. Ông này chỉ cần ủn phát vào là ulti cả ba người luôn. Có lòng không?
quyết định là sự luyên để lấy mạng của Lưu. Cần một tình huống bát. Có rồi, Riyako có mạng. Anh ta quắc ra để ăn một cái rune mà đã bị phá. Chính xác là DM đã ngờ người ăn mất rồi. Ở đây GBK chưa có ulti. Bắn theo quá. Được, sẽ là okay. Giết được. Sẽ là gỡ lại được thêm mạng nữa. Nhưng mà cả Kunka cũng như Magnus thì đều đã hết ulti khi sử dụng trước đó rồi. 16 và hiện tại thì thế trận vẫn đang khá là cân bằng. Còn Queen này thì sau một cái Javelin, anh ta lên cho mình một cái giày và sẽ hướng đến một cái MKB thôi. Vì ha sẽ bị ích lại thôi vì đây là một cái rune HP đến từ GK. Anh ta không kịp thả tàu và không sạc lượng sở tăng đến phía GK là quá nhiều. Ích lại Tauren không kịp thả tàu bởi vì dính sắc cô nhưng không sao. Elder Titan cũng như là Nia đã xuất hiện rồi. Lên thẳng cả MKB có hay không, hay là bây giờ chuyển hướng lên một cái BKB trước đi thì bạn nhiều cái giữ chân quá. ZMN rõ ràng ZMN đang không cho thấy hiệu quả bằng sếp. Còn Nina đang có nhiều tác dụng hơn. Nhìn xem, giết một acid 5, trong khi đó ZMN là gì? Chết 3 mạng và chỉ có cho mình 2 acid thôi. Tất nhiên thì một con Ledrack sắp 5 thì nó sẽ là khó chơi hơn so với con Nina nhé. Ledrack sắp 5 thì chơi bằng 1-2 chứ. Tăng cái Lightning Storm này để start à? Nhưng mà không có Diabolic. Ông ui, này không có Diabolic cái gì thì anh lên sắc tù lắm. Lên rác sắc bot mà không có Diabolic thì siêu tù. Bài còn bay lên top. Và đây là một điều mà AM không biết. Nhưng mà không lên top để làm gì vậy? Biết là Malice tầm này chắc một điểm chứ bao nhiêu. Không đủ để cho Lên rác trên cái start vào đâu. Cái gì nhỉ? Lên rác sắp đâm nhưng mà lại không mắc 2. Thế tác dụng của bạn là gì? Không bút được nhà này. Sở thăn thì cũng ai đuổi. Sở lâu thì chả để làm gì. Đúng rồi ơi. Bạn vào được cái team Digma này nhờ quan hệ đúng không? Tôi biết là như vậy mà. Em nghĩ là... Đậm mủ 3. Đây bây sẽ là cái tàu hai người đến Digma. Hai người đi luôn ạ. Cái gì vậy? GS thì... Trời ơi. Một chén nước. Đánh thua nhanh về đi ngủ hay như nào? Ok, thế đã. Cố gắng ăn cho mình cái trụ mà sẽ bị ích lại. Có Tauren và rất nhiều TV đang có ở đây. Giấc ngủ nào. Đây cái ngủ 3 điểm. Có sờ tăn. AM sẽ mana void không cần thiết luôn. Và Miyako với cái việc tham lam ăn trụ, ta đã lên bảng điểm số và không hề lấy được trụ một ở trên top. Quá nhiều pha xử lý nó gọi là ối rồi ôi đấy. Cảm giác đánh đây không phải Dota đỉnh cao à? Sao tự nhiên lại bằng đó thì vừa chết một mạng nhưng mà chắc là anh đã chẳng quan tâm lắm. Không hiểu sao họ có thể chậm như vậy. Tức là nếu mà con Elder Titan nó dậm ngủ chúng con Ledrack đi thì ok thì là chuyện bình thường. Đây là cả Phượng Hoàng cả Win nhìn thấy cái bóng thì Phượng đã phải bật Queen Run chạy và Phượng Hoàng đã Icarus die đi rồi thì không thể nào bị dậm ngủ được. Là không, họ vẫn lì ở đấy và họ bị dính dậm ngủ là thôi. Một cái tàu được bồi thêm vào là không có cơ hội tỉnh dậy luôn. Cái trụ này thì bên phía ở team VP họ chưa đi nai. Giờ có một cú smoke và tôi đang chờ xem. Combo, combo. Nào, cái combo này trứng theo lý thuyết là đẹp. Trứng, trứng trước cộng lồng thì auto là... Trứng trước lồng sau. Trứng không bao giờ vỡ. Thật đâu. Bát không. Vâng, những bát cú bát liên tiếp. Thêm một cú nữa. Ok. Quắc lên tiếp. Tầm này là phải đánh liên tục. Họ vẫn còn skill mà. Sắc cổ 2 á. Sắc cổ nó vô tình dính cả người của GBK. Nhưng mà bây giờ thì Lina, anh ta sẽ phải làm giúp tôi. Kể cả có thuyền nữa thì cũng đi. Không đẹp. Combo trứng và lồng vừa rồi chỉ lấy mạng của con Lina thôi. Đánh giá là hơi lỗ. Digma đang kéo lại một chút trận đấu này. Nhưng vâng, chưa phải là quá nhiều. Vn thì anh ta tăng cả ulti. Anh vẫn chưa thèm tăng Diabolic. Em nghĩ là chơi sóc ấy thì không nên tăng ulti. Không cần ulti luôn, bỏ. Mắc 2, mắc 1. Mắc 2, mắc 1 xong nào thì hãng suy nghĩ đến chuyện là tăng ulti hay không. Vâng, giờ thì có một cú chó đẹp rồi. Nhưng mà Miracle không hề có cho mình cái lồng.
và GS thì cũng không có trứng. Ligma muốn đánh ư? Tôi không nghĩ là một ý kiến hay cho lắm. Nhưng mà Miracle tắt đầu nha và lưu một cú bát nữa mà đúng chất là có bát luôn. Miracle dính cho mình đón tiếng nước rồi, nhưng anh ta có kịp tháo gót không đây? Không kịp tháo gót. Miracle nằm xuống, Wiha cố gắng chùi và đây là một vị trí đẹp để sử dụng cái pit ở Malice. Nhưng mà các thành viên của VP cũng đi qua thôi. Cắm vuốt thì có tầm nhìn và biết rằng Mai có chỗ ở bên trong. Nhưng bây giờ là Mai có chỗ à? Khá tinh quái. Đứng biết rằng đối phương gì theo né được cái nước rồi. Giờ thì chỉ có X thôi. RMD đang đến, phải ta đang đốt được. CPK không hề có mana và RMD solo kill được đây. Có thể solo kill được. RMD biết và bây giờ thì anh ta sẽ thực hiện một tiếng stun trước. Không, sờ lâu trước và dí theo thôi. RMD solo kill được CPK. Được nha, nhưng ở đây có bắt rất to. Trong khi đó thì GS một hit nữa thôi và đúng là như vậy rồi. Nhưng cái hai đang dí theo và Epileptic Kid không thể làm gì được hơn cả. Có bắt rất dài hơi và cái lợi thế thì nó chia cho cả hai team thôi. Edward tranh lệch nó không đáng kể dành cho bên phía VP. Kulka hết mana và bị một con sắp 5. Đấy là tác dụng của việc tăng ulti em ạ. Tăng ulti thế là thôi. Anh ta có thể solo kill. Anh em vừa thấy gì không? 2.2 luôn. 2.2. Các ông vừa nói ai không tăng ai. Solo kill của đấy cũng Kulka level 13. Hit được nhiều level. Hit nhiều level lắm. Làm gì có ai đấy đâu. Cái lượng level của Kulka là Lan Rack ăn trọn luôn. Em nghĩ là pha đấy là Lan Rack cộng được gần 2 level. Bây giờ là ôi thì có 3 điểm đi Abolix luôn này. Tươi. Tươi, tươi. Tươi quá. Đừng cậu ta lần nhá. Đây, đây, đây. Đứng ở đây được rồi. Ồ. Lộ rồi. Bình rất nhiều. Sóng kiếm. Ok. Sóng kiếm cũng được. Tớp thì nó sẽ giảm thời gian đi. Để mà so sánh thì nhanh, nhanh. Có lẽ là lineup này của Digma trong cái trận đấu số 2 là đẹp hơn so với game đấu đầu. Đẹp hơn game đầu. Đúng. Voi và Phoenix thì rõ ràng là combo nó dễ. Dễ hơn với cả một con lồng dưới trứng thôi. Đúng rồi. Trong khi game đầu thì nó lại là Drow. Nó lại là VS. ET thì còn tạm tạm chứ còn thực sự lại nghĩ là con VS thì chỉ có tác dụng swap 1-2 người thôi. Có búa thả chưa? Đủ rồi. Con gà đang mang cục bọc lửa ra dành cho GS. RMN đang hướng đến cho mình cái gậy lốc. Trong khi đó VP họ đang smoke rồi. Nhưng mà đang di chuyển hơi sai vị trí, sẽ không bắt được ai đâu. GK lên đồ. Mới đầu là một cái clip bằng kết, sau đó mới là một cái vật clip lên đồ khó chịu nha, khiến support đối phương phải sử dụng cái đớt. Nên được kiểu này thì GVK sẽ tanh thôi, anh ạ, không có quá nhiều sát thương. AM thì quyết định là bỏ qua cái Fury. Có Magnus, không cần thiết lên Fury nữa. Cũng đúng thôi, tại vì trận này anh ạ cần đánh nhau nhiều. Đối phương là những con như kiểu là Gwyn, như kiểu là Void. AM Manta bắt 2, lại thế là đẹp nhất. Ta đi, sau đó lên cái bát 2 và con bát cố gắng tìm được vào người của Void. Bớt hết mana con Void này là ok. Ta thì chém nhanh lắm anh ạ. Em nghĩ là chỉ tầm 2-3 giây rồi là Void hết sạch mana rồi. Void hết mana thì phế. Không ra được lồng thì sẽ phế. Trận đấu này chắc là Miracle phải chủ động. Anh ta phải lồng trước. Bây giờ mà AM lại kịp mana burn hết thì thôi. Cầm hơi thiếu Senchi đến từ RMD, anh ta đang tham muốn hoàn thành cho mình cái gậy lốc trước, không mua thêm cái Senchi và chưa phá được con này. Cái smoke hơi đen đang đứng ở trên, lúc đấy vẫn đang đứng ở trên cái đồi siêu phát hiện đâu. AM kịp thời của Linh đi. Wiha có MKB chưa? Wiha có rồi, đã có. Okay. Đang lên BKB thôi. MKB, BKB, Blink xanh. Xanh nữa. Cái xanh thì cần. Không trận này vượt tốc. Cần em đã. Cảm giác là cái Queen Run không cần thiết lắm. Đối phương là Kulka mà, anh có chạy đi thì vẫn bị giật về thôi. Có BKB mà, chủ yếu là để chạy vượt tốc, truy đuổi các thứ. Vẫn là cái lối chơi đấy, nhưng mà họ vẫn muốn là người chủ động. AM đã hoàn thành mata rồi, đang hướng đến cho mình bát. Kulka, GBK sau cầm đánh cũng đang hướng đến cho mình cái BKB rồi. À, bóng được đẩy ra, X lại, MD đang là mục tiêu.
Bên phía ở VP họ không vội vàng. Đây chỉ là con sắp boss số 5 thôi. Mục tiêu này nó không đáng tiền lắm. Bây giờ mà tự nhiên nhồ vào và dính một lồng một trứng thì là thôi. Tan vỡ. Andosan được. Có FKB thì ăn rất là nhanh. Ai là double đam đây? Em cũng có những chuyên dụng muốn ăn Andosan. Em nghĩ là di chuyển vào đến từ VP là không kịp rồi. Không có sở bốc à? Đây sở bốc đã được mang ra. Ăn thành công Andosan. Bây giờ thì có một cú rộng ngủ làm cho các thành viên Nick 3 bị chậm lại. Ba con trâu phi lên trông rất cục xúc. Wow. Chi này là đến đấy, nhưng mà chưa tìm thấy cái mắt này. Ủa. Đang bị cái hàng cây nó che mất. Ui, cái guốt này nó đỉnh nha. Đây, guốt. Quan trọng chỉ chắc đi được khoảng ở đây. Khoảng ở trên này một xíu, guốt này hơi ít tầm. Ơ, nhưng mà đây là solo kill, ok. Sorry anh em, không để ý. Đấy là một cái double dam và úp lồng. Solo kill thành công rồi. Ở mid này thì Anolot cũng đã chết. Một đổi một, nhưng chắc chắn là lãi. Phượng Hoàng đang hướng tới. Tauden này là chính xác không? Là chính xác rồi. X lại nào. Phượng Hoàng lướt đi, phải ấp trứng luôn, đúng rồi, phải ấp trứng luôn. Sẽ là bỏ quả trứng để giữ lại cái mạng của mình. Ấp trứng để phá đi cái X của chúng ta. Và giờ thì Minoco bắt được vị trí của bác đơn rồi. DM lên vàng. Sao đây, Minoco không có lồng. Nhưng mà các thành viên của Nigma vẫn muốn chơi. Sunray hồi máu vào RMN cùng với Nokia sống sót. Nhưng mà RMN nằm xuống bởi Earth Spinner. Minoco vẫn đang cố gắng quẩy bát nào. Một cú bát. Đúng rồi, và Minoco tát chết được vị trí của Lina. Kể cả GPK cũng chết luôn. Và có vẻ như là VP đang hơi say máu. Họ đi vào một cái pit ở Malit và liên tiếp là bị trói lại. Tạm biệt liều. Đó là mega kill dành cho Vi Hà rồi. Đúng rồi. Cú bàn tính toán là sai và Epileptic. Anh đã cố gắng lùi lại và được rồi. Vẫn được. Thì lúc đấy thì Vi Hà còn rất là nhiều mana. Pha đấy là vẫn còn rerun lên AM Berlin chém không mất mana. Anh ta cứ định mana void luôn. Thực ra là chém được 1-2 phát thì cũng chả bơ được bao nhiêu. Trước đó thì chúng ta có thể thấy Greenlander của Guiha đã tỏa sáng. Anh ta sắp cổ được hai người, cả Kunka cũng như là Elder Titan lại. Và sử dụng cái form Godfire để lấy đi mạng của cái con Kunka. Bác Đất cũng đã là người bài bách ra. Chính xác. Nhưng mà ở bên phía của Team Vigma thì Magoncho cũng đã phải sử dụng. Trận này Minoco chắc là vẫn lên MKB đâu nhỉ? Đúng rồi. Phải là MKB. Với MKB thì voi úp lồng là thoải mái đam rồi, sẽ không sợ thiếu đam nữa. Kể cả AM em nghĩ là vẫn chết. Chết. Kể cả chết. Có kháng phép được một chút cái lượng sát thương đến MKB thì vẫn chết thôi. MKB nhiều đam dã man đấy. Đây là sờ mốc. Mắt và cái Senshi này sẽ không phát hiện ra Viha đâu. Sacco đã ô lốc lên. Sờ tăn trước. Sờ tăn trước của Epileptic và bây giờ thì sẽ là Sacco thôi. Cái Sacco nó dính cả một người của anh chàng Magnus nữa. Vòi lao vào. Nhưng mà có vẻ như là các thành viên của VP họ không quan tâm lắm đến vòi. Guapi thẳng mặt vào người Guia và Guia sẽ nằm thôi. Nhưng mà từ từ Guia vẫn cố gắng chạy mà Guia. Anh ta vẫn đang chạy được này. Trời ơi, Guia sống sót và bây giờ thì GPK gặp khó. Anh ta có cho mình một cái Glimmer Cape. Minoco bị bơn sạch mana rồi và Minoco. Từ từ, anh ta vẫn còn một chút mana. Vẫn có thể chơi được. Ở đây thì họ cũng quay trở lại để bắt lưu. Khi mà các thành viên bên phía TVP rất đã nhiều Glimmer Cape nhá. Thực sự trận đấu này thì Nick 3 phải chuẩn bị những cái detection. Mỗi led rack cầm mà led rack lại chết đầu tiên gì hết. Trong lúc ấp trứng thì không thể ấn được. Nếu mà pha đấy mà Miyako có lồng thì câu chuyện sẽ khác đấy. Lúc mà anh ta quắc vào sử dụng tham để lên sân 4 người không có lồng, khá đáng tiếc. Đây lần tức ăn cái giấc ngủ. AM thì cần phải có thêm mình bát đã. AM to đấy. Phải có bát. Có bát thì cái việc êm mục tiêu nó mới trở nên dễ dàng. Nếu mà đánh với Void thì em nghĩ là một con AM vẫn có cửa. Tại vì càng về late game thì Void lại càng sợ cái mana break này. AM có một vấn đề là nếu mà em không lấy Fury thì sẽ là hơi thiếu mana. Đúng, thiếu mana. Nên là thường là những con AM nào không lên Fury thì nó sẽ lên Vla. Để nó có chút ít mana regen. AM này thì đúng là không có tí gì rồi. Không có Vla, không có Fury. Sẽ phải liên tục cắn cho mình những cái bình mana. AM này thì AM không mana regen anh em ạ. AM không Fury đẩy lên nó. Nên là đầu game đó. Cái lúc mà mọi người hỏi là khi mà con AM này có Magnus rồi thì có nên lên Fury không? Em vẫn định sắc ghét là nên lên một cái Fury. Tại vì nó có mana bị ghen mà thôi. Chứ còn thực ra Magnus thì có phải lúc nào nó cũng dí theo được đâu. Muốn mà đánh nhanh thì không lên. Nếu mà an toàn thì vẫn lên Fury. Magnus đâu phải lúc bạn lên theo. Đúng. Không có Fury làm AM đẩy lên chậm hơn. Qua là trận đấu này thì VP nhận thấy là Nigma đánh nhau cũng kinh. Nên là cũng phải đánh sớm. Lên mặt đã điên các thứ. Chứ AM mà farm nhiều quá thì không kịp. Timing của Nigma là nhanh hơn mà.
Voi đâu cần quá nhiều đồ đâu. Ở đây thì bắt được vào người của DMN này. Không cần thử dùng voi. Vừa nói dứt câu dùng luôn. Cảm giác là hơi mất thời gian rồi. Quyết định là sử dụng luôn trước khi bên phía Linh Mang kịp thời ra backup. Lốc được vào người Elder Titan. Sắc thả này là không trúng. Nhưng mà đam đâu. Quy Hà bắn MKB và đó sẽ là đủ thôi. Liều nằm xuống. Ok. Cái kho vừa rồi chủ yếu là lấy sai để cho Quy Hà có thể bắn lên được 2 round. Nhưng mà con AM này vẫn là khỏe chứ. Nó đang xanh. Bắn 2 thẳng. Bắn 2 thẳng đi. Bắt hai thẳng thì bắt người. Thực sự cái việc mà bắt vào voi rất là dễ. Bơn sạch mana của voi là voi toang. Trong cái thời gian bắt của cái Abyssal Blade cùng với đó là có thể hên xui thêm một cái hit bắt nữa bình thường là voi sẽ hết mana đâu. Hắc đớt có gì rồi. Thế đấu này sau cái pha xử lý tỏa sáng ở ra early ulti 3 thì em chưa làm được quá nhiều ngoài cái việc là búp cho AM thôi, chưa thấy thêm cái ulti nào quá đẹp. DMN bị lộ rồi, anh ta kịp thời lốc mắc nước lên. Em mới là người đang bị phó cớt ngược lại, anh ta bị dính rất nhiều. Ồ, DMN bị đẩy vào sâu quá. DMN sẽ là người trả giá thôi. Ở đây thì ngủ được vài con trâu này, họ có tầm nhìn. Nina sẽ sờ tan, ở đây sẽ là trên thời gian đến chết chăng, rất nhiều sờ tan. Vài con trâu phải tự lốc mình lên rồi. Nhưng mà đó là qua bị của DM. Rất may là có một sách cổ được cắt ra đến từ Quý Hà một xếp. Rất nhanh. Đó là một cái focus fire mà chỉ 2 giây thôi là xếp phải nằm. AM vẫn chưa dám vào khi mà Miracle vẫn còn lồng. Bây giờ mà Blink vào thì ăn ngay một cái lồng thôi. Bên phía Enigma vẫn còn combo nhưng mà họ vẫn chưa sử dụng. Đánh rất là chậm rãi bình tĩnh. Cái pha lướt vào, cái pha Incredible Dive vào của Phượng Hoàng anh nghĩ là GS sẽ ấp lồng, ấp trứng rồi cơ. Mà không, anh ta chỉ lướt vào để bồi thêm sát thương thôi. Đây rồi, họ đang tìm vào AM. AM có tinh quái hay không đây? Không tinh quái rồi. Là... không tinh quái rồi. Rồi, một cái lồng vừa đủ. Đạm biệt AM vừa sinh. Tinh quái là về thì sống. Quả đấy không đọc được là đối phương di chuyển ra. Đúng, không đọc được là chết thôi. Miracle cũng xử lý quái cơ, anh ta không quắc vào. Quắc vào thì AM cũng có thể một tích để mà Blink đi được. Mà anh ta tận dụng là đang là trời đêm, đứng xa và úp một cái lồng mắc lên. Lúc đấy thì AM không có sai, đang là trời đêm mà anh em. Không hề có sai. Trừ khi lúc đấy AM phải có cho mình một cái Vampire Fang cộng 200 vision vào ban đêm đấy, bay ra nhìn thấy voi. Nào AM, ô, có thể là sẽ chết luôn này. Không, vâng, đây là voi. Anh vừa khét đánh hay chết rồi. Luôn. Quy Hà thì sao, có BKB, không bật á. Bật, ngủ hơi lâu đấy. Chúng được ấp ra để bảo vệ Quy Hà là chính. Cũng như là có thể stun vào người GBK okay. Nhưng mà không kịp rồi. Cũng vẫn sợ đạt được này, GBK đứng ở trong tầm. Anh ta muốn tao đựng cái Phượng Hoàng lên. Đổi quả trứng lấy một giây BKB. Thôi thì cũng được, đằng nào thì voi cũng đã chết rồi. Bên phía Enigma họ sẽ lùi về thôi. Vừa giết AM thì Miracle lại tự tin sẽ chết luôn. Team bạn nhiều disable mà. Nina gợi lốc, sờ tan. Sau đó lại có cả tàu Kutka nữa. Miracle bất tỉnh. Đẩy được vị trí Quy Hà về. Quy Hà không? Quy Hà bay ngược lại và bắn chết lưu rồi. Đường bot line nhưng bây giờ thì Epileptic Kid đến. Sao đây, Phoenix có lẽ sẽ là mục tiêu mà thôi. Ui, cú chém bát hên vậy trời. Nhưng mà không biết. Tức là lúc đấy là đang vào cái khu vực hang san rồi. Sẽ là cứ tưởng là GS vẫn bay đi. Đúng, cứ tưởng GS vẫn bay đi thì anh ta vừa link theo lại không thấy con Phượng Hoàng đâu. Tưởng nó lướt đi mất rồi. Lú thực sự với ông này. Không biết. Quả đấy bát nó cũng xa đi, anh em nhìn thấy AM đứng đây mà bát ra tận ở trong hang san. Anh ta không biết. Đúng. Nào, em muốn xem mà con Roshan thì còn bao nhiêu lâu nữa. Bát có tiếng, chắc là AM không để ý. 1 phút rưỡi. Chắc hay là anh ta không đeo tai nghe chăng? tôi nghĩ là Dota không đeo tai nghe đi. Player thì tôi chỉ biết một đứa không đeo tai nghe là thằng Đạt thôi. Đạt bé bỏng ai? Nó lười đeo tai nghe lắm. Thế thì làm sao mà chơi được với phù thủy thời gian? À biết được. Thi thoảng thì à team thì có phù thủy thời gian rồi. Thi thoảng thì nó cũng không đeo tai nghe. Đằng nào thì Bombi cũng hay chơi phù thủy thời gian rồi thì em nghĩ là Đạt không cần đeo tai nghe làm gì.
Rồi. Rồi, bây giờ cầu lại chết chảy đấy. Tiếp theo sẽ là vị trí của DMR thôi, đẩy được hai người về mà con trồ cũng phải đi luôn. À, cố gắng sử dụng Dark Grip nhưng mà còn đó là rất nhiều sát thương và đặc biệt mà con trồ. Nhất lần này sẽ không may mắn như vậy đâu. Blink vào và bát không? Đây rồi, còn cho mình ai bị sợ Blink và Zed cũng sẽ lên bảng đánh số thôi. Không BKB của chúng tôi này. Và chỉ một cạnh lấp của Nina thôi mà nó counter được một con voi 14k network, ok. 14k lốc lên sợ làm gì khi mà chỉ vì một cái lốc 2000 mấy tiền. BKB thì không lên. Đúng, chỉ một cái lốc 2000 mấy tiền thôi là khóa chặt con voi rồi. Lốc lên sợ tăn, voi chết, không làm gì được. Bây giờ thì xin bát này. Vẫn còn thời gian BKB, vẫn có thể chạy. AM thì anh ta có một link lên không đây. Yeah, có cho mình cái Arcane Rune thì hồi cái Quinan sẽ nhanh. Đúng rồi, dính bát hai rồi, dính gích rồi, không có BKB. Với cái lượng disable bên phía VP thì là thôi, nó rơi vào cái tầm bất tỉnh, không thể nào chạy đi đâu được. Nigma đang thở đâu rồi. BKB bạn ơi, à, đây, đây rồi, hiểu ra rồi đấy, nhưng mà hơi muộn không nhỉ? Bây giờ đang bị ép, mà 3-4 phút rồi mới farm BKB thì khó farm lắm. Cũng may là cũng có cho mình hơn sẵn hơn 1000 tiền rồi. Thế nên là nó cũng gần cái BKB hơn. Thật đâu chẳng. Đánh tự tin quá. Cầm một đống đồ này xong rồi ăn một cái lốc của Dina. Chết luôn. Buyback ra khi biết đối phương ăn đô san. Ok. Chấp nhận mất đi cái buyback để khiến cho bên phía VP phải lùi về. Áo bờ to rồi chứ. Ủa. Đồ này thì em nghĩ là thực sự một con voi trận đấu này tìm AM rất là khó này. Chắc chắn AM thì anh ta sẽ không vào trước đâu, để cho những người đồng đội vào trước ép cho voi sử dụng lồng. Đây là Kodosan nhạy cảm, nếu mà Nigma mất Kodosan này là toang luôn. Một người dính cho mình cái nước của AM, anh ta bơn sạch lượng mana của voi luôn và voi đi rồi. Như tôi đã nói mà, trời ơi, chỉ cần một cái Abyssal Blade thôi là voi sẽ hết mana. Và kể cả cái gì cơ, trứng á, trứng với chúng tôi này. Các bạn ơi, hình như là tôi thấy cảnh này hơi quen, tôi thấy ở game 1 rồi thì phải. Cũng là một con Magnus mở link vào AP, và game 2 này tuy người đánh Magnus là người khác nhưng nó vẫn là cái cảnh đấy diễn lại. À, vẫn là cái hang đô san đấy, vẫn là Nigma team 2, vẫn là con Magnus của team 1. Và nó AP được vào người của Miyako. Lúc ấy khi mà mình bình luận là AM thì Bermana Voi rất là khó chịu, thì có vẻ như là nhiều bạn trên kênh thì tô xích kêu là ông này chả biết gì, Voi mà lại sợ AM các thứ ABC thì đấy. Mình nghĩ là có lẽ các bạn nên xem lại một chút. Có câu trả lời rồi đúng không? Thực ngay sự sau cái pha xử lý vừa rồi. Mình không hiểu là AM thì làm gì mà gọi là kèo dưới lắm, đến mức mà phải sợ một con voi. Rồi, AM pha nhanh hơn mà. Quan trọng ai là người vào trước thôi. Nếu AM vào trước, voi hết mana, mana voi cũng gãy. Và nếu mà là voi là người vào trước thì AM cũng có thể gãy. Xong rồi, bây giờ thì với việc là chưa đủ người mà còn bị bắt lẻ như này thì mình nghĩ là cái đấu kết thúc. Đúng. Một con voi siêu xanh. Nhưng mà Echo đấy, phá game 2 quả. Đây, một quả ở đây cũng là Nina lốc lên, sau đó là dính một cái tàu chết. Quả trên này cũng là Nina lốc lên và chết, và thêm một pha ở trong đô san. Carry chính chết 3 mạng liên tục thì xong rồi, game đấu kết thúc. 3 mạng chết đấy và khiến cho con AM cái network chênh lệch so với cả một con voi là quá nhiều, không kéo lại được nữa rồi. Cứ ta solo tôi cũng chả hiểu là các bạn nghĩ kiểu gì mà kiểu cứ áp đặt là voi thì phải solo với AM. Thật sự AM thì còn đồng đội các thứ ABC. Các bạn ấy cứ nói như kiểu là con voi nó sẽ lồng con AM rồi nó tát chết con AM ấy. Chả ai vào trước thôi. Để mà bảo là giữa voi cả AM thì nghĩ là AM cái tỷ lệ di chuyển bắt được voi trước là cao hơn. Blink này nó xa hơn. Anh em nhìn xem, với cái talent cộng cắt lên rồi thì xa lắm. Sơ tan được mọi người của AM đấy. Nhưng mà anh đang còn cho mình đó là Kinn Aegis. Mình là cổ chắc chắn sẽ không lồng con AM có Kinn Aegis đâu. Bây giờ thì Epileptic chém chết được một người. AP được hai đến từ bên phía của anh chàng Magnus rồi. Cú đẩy ngược về này hơi bóp một chút. Bây giờ Miracle quyết định lồng luôn. Đã được ai đây? Ba tay. Sếp dính Sunrise rồi và sếp chắc phải làm xuống những tương tư đã. Sếp có lốc. Mà nhận sống được thêm vài giây nữa. Có vẻ như là Nigma vẫn đang cố gắng phòng thủ. AM bị trói lại tiếp không? Miracle
một cú tham quắc hơi bị lố một chút. Tát bát liên tục và giờ thì cần phải có thêm bát. Nào Viha sẽ Seco một con clip. Một cú Seco. Vâng, Seco một con clip thôi. Bắt. Vâng, mà đó là Mkochi và tạm biệt Miracle. Wow. Phô mai Thổ Nhĩ Kỳ đây rồi. Cái chi này nó là đến từ con Kunka. GBK chạy vào đưa cho AM để AM ăn, chứ không phải là AM cầm sẵn anh em nhá. Trời ơi. Người gánh team pha đấy là GBK. AM cái công việc của anh ta chỉ đơn giản là cắn cái chi mà người đồng đội đưa cho thôi.